Hi, xin chào mọi người. Cũng khá là lâu rồi thì anh Phúc mới có được một lô sâm ngọc linh hàng rừng Quảng Nam. Củ thì nhỏ thôi nhưng mà rất là chắc ạ. Củ đang còn rất là tươi, hoa lá đầy đủ. Hàng thì bao kiểm định từ ngọn lá cho tới cọng rễ nha mọi người. Anh Phúc đã bỏ một ít ngâm rượu rồi lên bình 1.8. Rất là đẹp luôn, rất là chắc luôn mọi người. Còn một ít củ thì anh Phúc đang để khách có nhu cầu mua ngâm rượu hoặc là ngâm mật ong thì alo anh Phúc nha, thông qua số điện thoại 0385 967 997. Bao ship toàn quốc luôn ạ. Hàng bao kiểm định luôn, được kiểm tra hàng thoải mái trước khi trả tiền. Xin chào và hẹn gặp lại.